Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chơi xếp đi rừng clip này, mình sẽ bắn cỏ M249 gun với cái lượng đạn 1.500 viên thôi, nghe chích khiếp cho anh em ơi. Úi giời, địch mày. Trận đầu đông zone lắm, nên đây đứng kỹ đã, nhẹ nhàng tình cảm thôi, không có gì về xoắn cả. Cái địch mày nó đen thế. Các bạn ơi, cho mình sầm ông cái nhẹ nào các bạn ơi. Một thằng rơi xuống đây rồi đúng không? Đây rồi. Chạy hộ cái, mày chạy, chạy hộ cái luôn bạn ơi. Trận đấu đơn giản đấy ta. Ui giời, bắn đi, định mệnh mình đang có khiên này. Bắn hộ cái luôn. Hết đạn chưa? Chết chưa? Không có hero kìa. Số nó nhọn nhem thế cơ chứ. Thủ công, để tí nữa mình quay tay biết đâu mình lại làm hero. Thế còn nghìn viên đạn nữa thì chết. Thôi, từ từ đã, đứng ở trên đây đã. Đứng ở trên cái cột này xem ở trên cái màn có nào làm zoom nào. Rồi mình mới nhẹ nhàng mình nhảy qua được. À, trong đó có người thì vui đấy. Ui dồi, bạn làm zoom luôn. Bạn không làm zoom là anh em mình thành đồng đội rồi. Ôi giời. Cái địch mày cứ bắn con y tá máu mất đi vậy. Bắn nó không xì nhê các bạn ạ. Châu hơn bảo, dã man con ngàn. Thôi y tá rồi. Rồi. Anh tôi mạnh mẽ này anh tôi. Đi chém được khác đi, mình canh bạn rồi, sao mà sao được. Đợi hết đạn đó. Mà cái lượng máu của bạn nó có cho phép không? Hỏi thật một câu đấy. Rơi luôn rồi. Có 3 zoom rồi này, hay đấy. Úi giời ơi, tư làm ăn ra trò đấy. Nó mới đang đợi mình hết đạn này các bạn ạ. Không người gì hết, làm sao được với cái lượng đạn như thế này. Anh ơi em lên với, cầm tay em qua biên giới lên đây rồi. Thế bây giờ tôi xong, em lại quẩy cả bản đồ rồi. Ui mình phải có đi táo lên này chúng mày ơi. Kìa. Ui, đứng cạnh những cái thằng đồng đội như này thề nhiều khi thoát tim mà chết đấy. Ôi con công ty không nhìn thấy có thằng cận chiến à. Đồng dã man. Rồi một thằng. Thanh niên kia vẫn sống chứ. Đứng dưới lò rô như một vị thần. Ôi khó cho bạn rồi. Đạn bị lùa vào trong đây là khó sống lắm. Bây giờ mình không thể ém trợ được. Bây giờ mình phải giữ chân tư. Ôi, bây giờ nó mới chết này. Ra như đĩa đói ấy. Nên hộ em cái. Nạp đạn cái nhẹ nào. Mười mấy giây nữa thôi. Vào hộ em cái. Ui, mất giáp này. Ui, mày không lũ không biết đường nào một lần đấy. Sống chết là mặc bay lắm. Lúc đấy mình húng một tí nữa thôi là chết rồi đấy. Ơi chủ quan. Cái cỏ M249 này thì nó không có nhiều phiên bản đâu. Có Gold này, Silver ở trong đây này. Còn có biết là có cái bản X-Max nữa không? Bên PC là có, nhưng mà bên này mình chưa tìm thấy. Đây là một trong những khẩu súng mà mình khá là thích bắn. Rồi xong. Thùng hàng không thằng nào làm zoom như thế này. Trận này khó rồi. Mới thấy có một con tơ thôi. Có nữa đâu. Thôi sao em quay tay hết rồi. Thấy mốt tơ này. Tơ thoát luôn rồi, địch mạnh có zoom nữa đâu. Đây rồi. Vào đây bạn ơi, mình vào đây mình cận chiến nào. Chém nó. Rồi. Cận chiến nó. Ôi, đâu rồi? Nó đâu? Ôi, ôi, ôi. Ôi. Quá đông, quá nguy hiểm. Ui giời ơi, địch mạnh nhảy xịt rồi. Địch mạnh chỉ bị tham cận chiến thôi mà.
Làng Kiều lỡ bước lại đông dương. Trời ơi, 5 đứa kìa. May quá mình không phải là một trong những thằng húng chó đây. Em chạy kịp. Em bước vào đây em còn phải biết rút ra. Ở kia chết luôn rồi. Thằng này mình nghĩ quá. Mấy đứa đuổi liền cơ mà. Rồi vào nhanh, vào nhanh, vào nhanh. Đây, thằng này có MG3 này. Mình cần nắm người đồng đội. Vẫn sống à? Dài vậy. Nó chạy kinh khủng kìa. Thôi như tâm, hiểm trận hết mình. Bạn sống được ở đây là cái thiên mệnh rồi. Cái định mệnh bắt vào mình báo kê bạn rồi. Cái gì lấy đạn ghê ấy. Ở đấy là mình sấy toàn tách như thôi rồi. Vào trong ngay. Trước khi mọi điều dần trở nên tồi tệ hơn. Cho mình xin một cái mục tiêu diệt thôi. Mình cần cuồng lộ. Thôi vào lại vào tiếp. Thôi hay quá. Alo, trận này tuy không nhiều kill nhưng mà sống sót ra trò đấy. Hai bốn con kia thôi, địch mệnh của mỗi mình con đi tá, cuối cùng nó ra nó quẩy cả bản đồ. Ở bên này có nhiều chỗ mình vẫn chưa quen nhảy lắm, mình chơi vẫn còn hơi run. Nó không tự tin. Những chỗ như này mình nhảy rất tương tốn. Rồi trên thùng hàng thất thủ. Lấy cột. Ui, tôi chết rồi. Trời ơi, sao mình cầm cái quán này mình ngay nhảy xịt chỗ đấy. Ui, hero luôn này. Em xịt. Vào đây. Rồi, đợi tôi hết lộ. Ăn làm sao được bạn ơi. Còn nâu em mới biến nha. Rồi xong. Địch mệnh tí nữa thì chết ạ. Vãi lều. Mày móc tao à. Tí nữa thì em hoảng rồi. Cơ hội ăn cho chúng ta ăn combo rồi. Tôi chứ ngáy tệ thôi. Đạn mình còn nhiều lắm. Nè đấy đây nhanh lên. Mình đã chờ tất cả anh em này. Bây giờ cấm cái nào nó cay ép quái của mình. Làm sao mà có thể mất lộ được cơ chứ. Ui giời ơi, nó đá các bạn ơi. Mày nghĩ thằng tời đó. Nãy tao đã tha thầy rồi. Mà bây giờ sao mày đéo tha tao vậy cơ. Chém đau của nó đấy. Ăn một phát đau đấy. Sang hộ cái luôn này. Vẫn sang được à. Sang làm sao được. Bộ lát này. Úi trời ơi. Ok chị ơi. Ok chị ơi. Em đang làm clip chị ơi. Còn mình có tớ thôi. Cờ đi team. Tuyệt vời ông mặt trời. Anh em thấy đỏ. Quá là điều bình thường luôn đi chứ. Ôi clip này mình dừng đây rồi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip xem mình dừng tiếp theo. Bye bye. Top 192 kill rồi này. Bye bye anh em nhá.